chào quý vị, Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phản ứng trái chiều của ông Biden và ông Trump khi căng thẳng Trung Đông lên đỉnh điểm. Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel vẫn chưa quyết định cách thức đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Theo tờ Times of Israel, phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Biden gợi ý rằng Israel nên cân nhắc các phương án thay thế thay vì tấn công các mỏ dầu của Iran. Tại cuộc họp báo của Nhà Trắng, ông nhấn mạnh, nếu ở vị trí của họ, tôi sẽ tìm các giải pháp khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu. Trước đó, ông cũng phản đối Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Cùng ngày, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đài CNN rằng Israel chưa cam kết với chính quyền ông Biden về việc không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Vị này bày tỏ Israel có thể trả đũa vào ngày kỷ niệm vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, thời điểm Hamas vượt qua biên giới Israel. Nhiều quan chức Mỹ ủng hộ Israel trả đũa cuộc tấn công của Iran vào ngày 1 tháng 10, nhưng cũng lo ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột khu vực. Ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng đây là phản ứng cần thiết. Ông Trump chỉ trích quan điểm của ông Biden, nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất mà thế giới phải đối mặt. Israel cảnh báo trả đũa không nương tay, cơ sở hạt nhân Iran trong tầm ngắm. Hôm 4 tháng 10, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak trong một cuộc phỏng vấn đã nhận định rằng Israel chắc chắn sẽ đáp trả quân sự sau cuộc tấn công của Iran vào nước này hôm 1 tháng 10. Đòn đáp trả này có khả năng là một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và một cuộc tấn công mang tính biểu tượng vào một mục tiêu quân sự liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Israel có nhu cầu cấp thiết, thậm chí là bắt buộc phải phản ứng, ông Barak nói. Cựu thủ tướng 82 tuổi của Israel cũng nhận định rằng Israel nên tận dụng cơ hội này để trả đũa vào các cơ sở hạt nhân Iran, dù điều này sẽ không làm chậm đáng kể chương trình hạt nhân của đối thủ. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 10, Tổng thống Biden đã lên tiếng phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào mà Israel dự định nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Cựu Thủ tướng Barak, đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và cựu Tổng tham mưu quân đội của Israel, cho rằng mô hình phản ứng của Israel có thể được nhìn thấy trong các cuộc không kích trả đũa đối với lực lượng Houthi hôm 30 tháng 9. Các vụ tấn công trả đũa này đã nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, nhà máy điện và bến tàu do Houthi kiểm soát tại cảng Hodeidah của Yemen, một ngày sau khi Houthi bắn tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế của Israel bên ngoài Tel Aviv. Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy điều gì đó như thế. Đó có thể là một cuộc tấn công lớn và có thể lặp lại nhiều lần, ông Barak nói. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã có những cuộc thảo luận ở Washington về khả năng Israel tấn công vào ngành dầu mỏ Iran. Theo thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015, Tehran đã chấp nhận những hạn chế chặt chẽ về hoạt động làm giàu uranium và các yếu tố khác trong chương trình của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Nhưng thỏa thuận đó đã liên tục đổ vỡ kể từ khi Mỹ rút lui khỏi thỏa thuận năm 2018 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Iran hiện có một kho dự trữ uranium làm giàu cao hơn 30 lần so với giới hạn đã thỏa thuận năm 2015 và họ đang làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết 60%. Xét về quá trình xử lý bổ sung cần thiết thì rất gần với vật liệu phân hạch cấp vũ khí 90%. Theo thỏa thuận năm 2015, thời gian đột phá của Iran, thời gian cần thiết để sản xuất bom hạt nhân là ít nhất một năm, bây giờ là một vài tuần. Ông Barak tin rằng có áp lực trong chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu về việc ít nhất phải có một cuộc tấn công mang tính biểu tượng chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Mặc dù vậy, cựu Thủ tướng Israel coi hành động như thế là vô ích, không thể làm chậm tham vọng hạt nhân của Iran. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vòng xoáy ăn miếng trả miếng chết người ở khu vực này cần phải chấm dứt sau vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào Israel. Mỹ và các đồng minh phương Tây tìm cách hạn chế phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công tên lửa của Iran với hy vọng ngăn xung đột khu vực vượt tầm kiểm soát. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 10 đã trao đổi với các nhà lãnh đạo khác trong nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 về bước đi trừng phạt Iran liên quan vụ tấn công tên lửa và tham vấn cho Israel về động thái phản ứng. Israel đang cân nhắc một số lựa chọn đáp trả, trong đó có tấn công bệ phóng tên lửa hoặc cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Một số quan chức Israel thậm chí kêu gọi không kích cơ sở hạt nhân Iran. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden tuyên bố không ủng hộ Israel tấn công địa điểm hạt nhân của Iran. Thay vào đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây kêu gọi Israel tập trung vào các mục tiêu quân sự với hy vọng hành động trả đũa này không khiến Iran leo thang hơn nữa. Bà Dana Strow, chuyên gia của Viện Chính sách Cận Đông Washington, Mỹ, nhận định với tờ Financial Times rằng chính quyền Tổng thống Biden muốn thấy căng thẳng hạ nhiệt và nỗ lực ngăn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến toàn diện tại khu vực. Trong khi đó, ông Jonathan Panikoff, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, nhận định Iran có thể xem hành động tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân là tấn công trực tiếp vào sự ổn định của nước này, từ đó có thể đưa ra phản ứng khiến tất cả các bên liên quan leo thang hơn nữa. Trong khi đó, theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm không được có hành động chống lại Mỹ hoặc các hành động tiếp theo chống lại Israel. Bà Thomas-Greenfield cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Đáp lại, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Sayyirnavi nhấn mạnh cuộc tấn công này là phản ứng tương xứng đối với các hành động gây hấn của Israel trong 2 tháng qua. Cũng tại cuộc họp, Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Nicolas de Rivery cho biết Pháp muốn Hội đồng Bảo an thể hiện sự đoàn kết và cùng lên tiếng để hạ nhiệt tình hình. Riêng ông Phó Thông, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp, đưa ra những yêu cầu rõ ràng và dứt khoát để chấm dứt vòng xoáy bạo lực liên quan xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon. Lãnh tụ tối cao Iran, đòn tên lửa mới là hình phạt tối thiểu cho Israel. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei cho biết, cuộc tấn công vào Israel mà nước này tiến hành hôm ngày 1 tháng 10 chỉ là hình phạt tối thiểu. Theo BBC News, lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh Iran sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ liên quan nào nhằm chống lại Israel bằng sức mạnh và sự kiên cường. Đây là phát ngôn của lãnh tụ tối cao Iran khi ông chủ trì buổi cầu nguyện hôm ngày 4 tháng 10 tại Tehran, một sự kiện hiếm hoi. Iran đã phóng hàng loạt tên lửa tốc độ cao vào Israel tối ngày 1 tháng 10. Đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Tehran vào Israel. Tehran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự là 90% đã trúng mục tiêu. Ngược lại, Israel nói phần lớn tên lửa Iran đã bị lực lượng phòng không của Israel ngăn chặn cùng với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây. Các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran diễn ra sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon hôm 27 tháng 9. Trong diễn biến liên quan, Israel đã không kích cửa khẩu biên giới Masna giữa Syria và Lebanon, vốn là tuyến đường sơ tán của hàng chục ngàn người từ Lebanon sang Syria trong 2 tuần qua. Phát biểu từ Beirut, Giám đốc quốc gia của chương trình lương thực thế giới tại Lebanon, ông Matthew Hollingworth cho biết cửa khẩu giữa Syria và Lebanon đã bị đánh bom nghiêm trọng, hạn chế khả năng sơ tán của người dân. Theo ông Hollingworth, điều đó đồng nghĩa với việc hàng hóa thường được vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Masna cũng sẽ không thể được tiếp nhận tại đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 3 tháng 10 cáo buộc Hezbollah sử dụng cửa khẩu với Syria để vận chuyển thiết bị quân sự vào Lebanon. Trong ngày 4 tháng 10, người phát ngôn quân đội Israel Avinchai Adre cũng cảnh báo người dân tại hơn 20 ngôi làng phía nam Lebanon sơ tán ngay lập tức, bao gồm Abbas, Madonsam và Tulin. Người phát ngôn này thông báo trên mạng xã hội X rằng bất kỳ ai ở gần các khu vực cơ sở và thiết bị chiến đấu của Hezbollah đều đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Ông Andre cho biết người dân phải đi về phía bắc sông Awali, nơi hợp lưu với bờ biển cách biên giới với Israel khoảng 50 km và không đi xa hơn về phía nam nếu muốn tránh các cuộc tấn công của Israel. Trung Đông sôi sục, giá dầu có thể lên 150 USD một thùng. Căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa thực sự đối với nguồn cung dầu. Giá dầu tăng một phần đến từ lo ngại Israel có thể đánh vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran để trả đũa cuộc tấn công tên lửa của Tehran. Giá dầu thế giới duy trì đà tăng ngày 4 tháng 10 với giá dầu Brent tăng lên 78,33 USD một thùng, trong khi giá dầu WTI giao dịch quanh ngưỡng 74,38 USD một thùng. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden hôm 3 tháng 10 cho biết Mỹ đang thảo luận với Israel về chủ đề nói trên. Ông Dana Strow, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Mỹ, ước tính với đài CNBC hôm 4 tháng 10 rằng nếu sản lượng dầu của Iran giảm liên tục 1 triệu thùng mỗi ngày, giá dầu thế giới trong năm tới có thể tăng thêm 20 USD trên một thùng. Theo ông Strow, đây là mức tăng thêm dự kiến cao nhất dựa trên giả định liên minh giữa tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và một số nước sản xuất bên ngoài, gọi tắt là OPEC cộng, sẽ không tăng thêm sản lượng. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, thị trường dầu mỏ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng nhờ vào sản lượng dầu tăng từ Mỹ và nhu cầu chậm lại tại Trung Quốc. Là thành viên OPEC, Iran sản xuất gần 4 triệu thùng dầu một ngày, ước tính 4% nguồn cung của thế giới có thể gặp rủi ro nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran trở thành mục tiêu của Israel. Ngoài ra, Iran từng đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược kết nối những nhà sản xuất dầu thô ở Trung Đông với thị trường toàn cầu, nếu ngành dầu mỏ của họ bị ảnh hưởng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, có tới khoảng 1/5 sản lượng dầu của thế giới di chuyển qua eo biển giữa Oman và Iran kể trên mỗi ngày. Đơn vị nghiên cứu PMI thuộc công ty phân tích dữ liệu tài chính Fitch Solutions Anh nhận định trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện, giá dầu Brent có khả năng tăng vọt lên trên 100 USD trên một thùng. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển Hormuz cũng sẽ đẩy giá dầu lên 150 USD trên một thùng hoặc cao hơn. Liên quan tới xung đột Israel-Iran đang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4 tháng 10 cho biết Israel vẫn chưa quyết định cách thức đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Theo tờ Times of Israel, phát biểu mới nhất của Tổng thống Joe Biden được đưa ra một ngày sau khi ông cho biết ý tưởng về một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ Iran là lời kêu gọi kiềm chế. Nếu ở vị trí của họ, tôi sẽ nghĩ đến những giải pháp thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu, Tổng thống Mỹ nói trong lần xuất hiện hiếm hoi tại cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng. Trước đó, ông Biden đã phản đối việc Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Nói với đài CNN cùng ngày, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel chưa đưa ra đảm bảo với chính quyền ông Biden rằng sẽ không nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Quan chức này cho hay, không rõ Israel có trả đũa vào đúng ngày tưởng niệm vụ tấn công 7 tháng 10 năm 2023, thời điểm Hamas bất ngờ xông qua biên giới Israel. Chúng tôi hy vọng và mong đợi thấy được sự khôn ngoan cũng như sức mạnh, song như các bạn đã biết, không có gì đảm bảo cả, quan chức này băn khoăn. Nhiều quan chức Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ Israel đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran tối ngày 1 tháng 10. Trong đó, nhiều người công khai tuyên bố rằng phải có hậu quả. Tuy nhiên, không ít quan chức cũng bày tỏ sự lo ngại về một cuộc xung đột khu vực khi họ vật lộn với Trung Đông ngày càng bất ổn. Trước đó, hôm 2 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Chris Campbell cho biết cả Mỹ và Israel đều đang nỗ lực hết sức để duy trì kênh liên lạc thông suốt và đảm bảo rằng các quan điểm được nêu rõ. Đã có những khoảnh khắc bất ngờ, tôi không nghĩ đó là bí mật, trong suốt vài tháng qua, ông Campbell thừa nhận. Liên quan đến cuộc tấn công của Iran vào Israel, ông Campbell cho biết không chỉ Israel đang cân nhắc các phương án ứng phó của mình mà cả Mỹ cũng vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.